xem gì từ 10 tháng 8 đến 16 tháng 8 năm 2020 trên LA34. Nghĩ sao mà thằng Bi không phải là cháu của ba má, vậy là con là đứa con gái không ra gì rồi. Nó còn gì nữa. Tôi có tới 10 đứa cháu lận, mà đâu có đứa nào mà liếc lé lát giống như con của cô đâu. Lâu nay vẫn luôn có suy nghĩ cho rằng mắt lé là tật trời sinh, không chữa trị được. Chính vì suy nghĩ đó khiến cho người bị tật lắc mắt, lé mắt cảm thấy bi quan, thiếu tự tin trong giao tiếp. Nguyên nhân nào dẫn đến tật mắt lé, cách chăm sóc bảo vệ mắt ra sao và độ tuổi nào phù hợp cho việc điều trị? Mời quý vị đón xem Khỏe để sống vui với phần tư vấn của bác sĩ Đoàn Hồng Dung, nguyên phó trưởng khoa chống mạc Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, được phát sóng vào lúc 8 giờ 15 phút thứ ba và 8 giờ 15 phút thứ sáu trên LA34. Nhà điều tiết ra thứ ba nữa là nếu mà lé do bị tật về khúc xạ của mắt thì bác sĩ sẽ cho bệnh nhân đeo kính đúng độ để giảm cái độ lé bệnh nhân đi. Không biết sao dạo này nó rụng giả mang luôn hả chị, gọi chị sủi xuống một cái nó rụng xuống, chị chấm chị vú cái nó cậu rồi một nùi, mà một lần một nùi như vậy mà chị xả hết cái đầu chị thành 3-4 nùi. Là phụ nữ ai cũng muốn chăm chút bản thân để trở nên mới mẻ hơn trong mắt người đối diện, chỉ cần thay đổi kiểu tóc, màu tóc là đã có thể giúp chị em trở nên xinh đẹp, tự tin hơn. Nhưng nếu lạm dụng quá chất sẽ ảnh hưởng thế nào đến mái tóc? Tiến sĩ bác sĩ Ngô Minh Dinh, giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ tư vấn nhiều thông tin giúp cải thiện tình trạng rụng tóc do quá chất trong chương trình Sắc đẹp quyền năng tuần này. Mời quý vị đón xem vào lúc 8 giờ thứ ba, 10 giờ 15 phút thứ sáu và 8 giờ chủ nhật. Thì mình sẽ nuôi dưỡng cái tóc bằng cách cho mình cung cấp thêm cái chất dinh dưỡng hay là những cái chất mà để phục hồi lại sợi tóc, ví dụ như các axit amin chẳng hạn. Vườn quốc gia Xuân Sơn nằm ở cuối cùng của dải Hoàng Liên Sơn, nơi có hệ thống động thực vật phong phú, sản vật độc đáo cùng hệ thống hang động tự nhiên đầy bí ẩn. Suối vàng, vùng đất của người Hơ Mông đậm chất quan sơn với những sắc màu dân tộc cùng vẻ đẹp của những phiến đá núi rất đặc biệt mà thiên nhiên ban tặng cho miền đất này. Tất cả có trong ký sự truyền hình đi dọc Hoàng Liên Sơn phát sóng cho lúc 5 giờ 45 phút và 14 giờ 50 phút từ thứ hai đến chủ nhật trên LA34. Mời quý vị đón xem. Thần của mình thì lại không có hàng sử dụng nên những món đồ cũ nó lại mang cái giá trị tinh thần nhiều hơn, và đó chính là lý do chính đáng nhất để mọi người giữ lại những món đồ cũ đó. Ở mỗi giai đoạn trong cuộc sống, con người đều có những lựa chọn mang tính quyết định về một vấn đề nào đó. Liệu quyết định mạnh dạn từ bỏ cái cũ để đón nhận cái mới khó khăn như thế nào? Làm cho nó tốt nhất có thể. Bạn có phải là người hay cất giữ những món đồ cũ và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ dùng đến nó lại? Ông bà có câu, cái cũ không đi sao cái mới nó tới. Đúng rồi, phải cái mới nó tới thì mới nới được cái cũ. Các nghệ sĩ chân trang Hoàng Rapper, Đào Dân Anh và Hữu Tính có quan điểm như thế nào về vấn đề cái cũ cái mới? Đừng bỏ lỡ chương trình Sức Sống Thanh Xuân vào lúc 8 giờ 15 phút thứ tư, 10 giờ 30 phút thứ sáu tuần này quý vị nha. Mới chia tay người yêu nói ôi cũ rồi, quên đi. Dám quên được à? Rất nhiều sân chơi dành cho thiếu nhi nhằm giúp cho con trẻ có cơ hội tiếp cận, trải nghiệm với bạn bè cùng trang lứa, qua đó giúp các bé khám phá được năng khiếu bản thân. Nhưng không ít phụ huynh lại quá quan trọng thành tích, vô tình tạo áp lực cho con trẻ. Gia đình Quang Mỹ, một sân chơi thú vị dành cho các bé, đồng thời vừa giúp cho phụ huynh hiểu thêm về tính cách của con mình. Đừng bỏ lỡ vào lúc 10 giờ 20 phút thứ tư, 15 giờ 30 phút thứ sáu và 10 giờ 20 phút chủ nhật trên LA34. Con để ý mẹ, con thấy mẹ mệt đó. Dạ cũng có. Khi nào? Dạ khi đi trên xe, con lúc mà con nhìn hé qua thì con thấy mẹ nằm mệt lắm. Vui tươi, hữu ích, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ những chương trình trên LA34 Đài Phát thanh và Truyền hình Long An quý vị nhé.